Em chào cả nhà nhé. Em chào tất cả các bác xem video. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 12 rồi. Thì cũng tròn một tháng mà em làm cái video mà em chia sẻ cái mẹo mà làm mầm gốc cho cái bộ mầm gốc của cái cây phi đẹp này để nó đạt hiệu quả sang mùa giải năm 2021 nhé. Thì hôm nay tròn một tháng thì em sẽ lên vườn em kiểm tra và em quay trực tiếp cho các bác xem là cái hiệu quả một cái việc mà em chia sẻ mà cái mẹo mà làm mầm gốc như thế nhá. Thì đây là mấy cái chậu mà em đã làm mầm gốc, em đã làm cái mẹo mà làm mầm gốc ấy. Đây, em lấy xuống cho bác xem, đây bác nhìn chưa, đây là cái mầm gốc của nó xưng rất là to đây, và bên dưới này nó mầm nữa này, cũng đang xưng rất là to đấy bác này. Không biết các bác xem nhìn có rõ không? Đấy cái mầm nó kìa bác kìa. Thì mấy cái mắt gốc này đấy, thì bây giờ là hiện tại ở trong miền Bắc, khu miền Bắc phía em ấy, thì nó rất là lạnh. Đây, mắt nó kìa bác kìa, sưng rất là to. Mấy cái mầm này ấy, chỉ khi nào nó gặp mà thời tiết nó ấm lên cái là nó sẽ bật mầm gốc ngay. Đây em quay một lượt cho các bác xem nhé. À, các bác nhìn này, đấy, sưng hết lên rồi. Nói chung là cái phương pháp này làm là rất là ok các bác. Mà đấy nhỉ. Đấy, mắt nó xanh xanh nha mọi người. Thì nói đúng ra cái mẹo này ấy, mà bác nào mà chơi cái dòng thân thòng này lâu năm rồi ấy, thì các bác để ý thì các bác sẽ biết ngay. Thì đây là cái công dụng mà em sử dụng trong em làm trong vòng một tháng. Đấy, đúng không là tròn một tháng bác. Đấy, bác nhìn cái cây này chưa. Đấy, cái cây này là hôm nay em làm video mà em chia sẻ cái phương pháp đấy cho các bác ấy, chính là cái cây này đây. Đấy, chính là cái cây này đây. Thì đây, bác nhìn mầm chưa. Đấy, cái mắt nó sưng u luôn kìa, rất là khỏe các bác nhé. Đây, cả mắt bên này nữa, hai mắt đều sưng to. Đấy, các bạn nhìn lại có đúng cái cây đấy không, đúng cái chậu hay không. Đấy. Thì cái này nó chỉ là một cái mẹo thôi các bác. Thì các bác trồng lan lâu năm này các bác để ý ấy, là cái giống phi điệp ấy, mà khi nó đến cái mùa mà nó thắt gọn ấy, nó xuống lá nó làm hoa đấy, thì thường thường nó rụng lá từ dưới gốc rụng lên. Đấy, mắt sưng rất là to rồi. Thì cái lá gốc nó rụng, từ lá gốc rụng lên các bạn, thì cái đấy nó là cái bản năng sinh tồn của nó. Thì nó rớt cái rụng lá gốc lên ấy, thì là nó tránh cái trường hợp nó thoát hơi nước ra cái lá các bạn. Thì đấy là cái bản năng sinh tồn của nó. Thế là em lợi dụng cái bản năng đấy, em biết được cái tính chất đấy, thì em lợi dụng cái bản năng đấy là em vặt lá của nó đi. Thì cái mẹo này ấy, nó chỉ là cái phương pháp coi như là mình để rút ngắn cái thời gian mà cái cây phi điệp của mình nó hình thành cái bắt gốc ấy. Thì vốn dĩ là cái mà cái giống phi điệp này ở trong rừng ấy, thì nó phải có thời gian. Ôi sừng to thế nhỉ, các bạn nhìn có rõ không. Em để cái chậu vào xuống các xem nhé. Đấy, các bác nhìn rõ mắt nó chưa, xương rất là to.
và mắt bên này cũng đang sưng. Thì khi các bác trồng cái dòng phi điệp này, các bác hiểu được cái nguyên lý của nó như thế, thì tất cả những cái mắt mắt hoặc là mắt hoa hoặc là mắt kia thì nó phải có cái thời gian để nó hình thành nên những cái mắt đấy, có nó có thời gian nó bổ sung cái chất dinh dưỡng, nó dồn chất dinh dưỡng để nó hình thành những cái mắt đấy. Thì mình hiểu được cái nguyên lý đấy thì mình đây. Đấy, có nhìn mắt thôi chưa? Thì là mình lợi dụng cái đấy là mình vặt lá nó trước độ tầm 2 tháng đó. Như cái đợt rồi em làm là em bị làm muộn mất nửa tháng ấy, nó cứ đầu tháng 11. Đầu tháng 11 dương lịch ấy. Các bác vặt đi cho em. Thì bác nào chưa xem cái video đấy thì quay lại cái video mà tựa đề của nó là cái mẹo mẹo để làm mầm gốc phát triển to khỏe vào cái mùa giải năm 2021 đấy. Thì các bác xem cái video đấy thì em hướng dẫn nó, em chia sẻ nó tận tình hơn. Thì video này em chỉ quay cho các bác xem thôi. Ôi, cái này là cái mầm lỡ này. Còn đấy là những cái cây mà cây to các bác nhé. Còn đây là ki. Đây là những cái chậu ki đúng không ạ? Đấy, các nhìn mắt nó xanh xanh nha. Đấy, 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 đấy. Đấy, kể cả những cái ki con như này làm rất hiệu quả các bác nhé. Những ki con mà các bác làm theo cái kiểu này đấy thì là sang năm thì cái bộ mầm gốc của nó rất là to. Đây, cái này nó sắp bật này. Thì các bác xem video thấy hay bổ ích thì cho em xin một nút like và đăng ký để ủng hộ kênh. Thì nói chung là còn nhiều cái em trong quá trình em trồng lan ấy thì còn rất nhiều cái mẹo và rất nhiều cái mẹo. Thì các bác theo dõi kênh của em ấy thì em sẽ chia sẻ những cái mẹo mà những cách thức mà trồng chăm sóc lan của em trong vườn em ấy, từng thời điểm một, thời kỳ thời điểm nào thì em sẽ chia sẻ theo cái thời điểm đấy. Em không đốt cháy giai đoạn. Đốt cháy giai đoạn thì các bác mà nhiều khi không để ý các bác quên. Ôi giời, mầm này to thế nhỉ. Thì ghi video trước ấy, bác nào chưa xem video đấy thì quay lại xem hộ em nhé. Cái phương pháp cái mẹo này ấy, thì là em làm ở trong vườn em là 2 năm rồi, 2 mùa rồi các bác. Và em cũng để ý trên tất cả kênh mạng YouTube ấy, là em chưa thấy ai chia sẻ cách này cả. Thì đợt rồi ấy, tháng trước em làm video em chia sẻ đến cho các bác. Còn đây là những cái chậu mà em không lặt đâu này. Chưa thấy hiện tượng gì cả. Đây là những chậu mà em không bật lá. Đây như chậu này nữa. Bắt bỏ hẳn xuống rồi. Đây như những cái chậu này thì em chưa bật lá các bạn. Em vẫn cứ để lá gốc này. Thì đến tầm này là chưa thấy hiện tượng gì cả. Chưa thấy có một hiện tượng gì cả bác. Thì bác nào mà chưa làm cái phương pháp của em ấy thì hôm nay các bác xem vô tình mà các bác xem được cái video này của em ấy thì các bác áp dụng và các bác làm theo nhé. Thì là nó kể cả bây giờ nó chậm một tháng đấy nhưng mà vẫn kịp làm nhá các bác nhá. Như bình thường là những cái cây mà nó mầm gốc nó sưng to nhà của em ấy thì bắt đầu sang hết tháng 12 sang đầu tháng 1 mà thời tiết nó ấm lên ấy thì nó sẽ lẩy tự nhiên. Đấy, còn bây giờ các bác làm ấy. Bây giờ các bác làm nó lặt đi bác để cho một tháng, tháng rưỡi. Thì lúc ấy các bác kích cũng được, dùng cái duy xanh các bác kích vào. Thì cái mầm gốc của bác lên nó vẫn khỏe luôn nhá.
mà các bác không kích ấy, thì các bác để cho nó lên tự nhiên được. Lên tự nhiên được thì nó càng khỏe nhé các bác nhé. Và cái thời gian bây giờ nó gần hết năm rồi, cũng gấp rút, thì là em sẽ gấp rút em làm một số video em chia sẻ cách trồng trồng cây nhé bác nhé. Cách trồng phi điệp ấy lên chậu, rồi những khâu xử lý ban đầu như nào để kịp thời cho các bác tham khảo. Các bác thấy hay, thấy nó hợp tình hợp lý thì các bác làm theo em. Rồi em xin chào các bác nhé, hẹn gặp các bác ở video tiếp theo ạ.